Chào cả nhà, hôm nay Shop Thảo Dược Thanh Phát xin giới thiệu cho các bạn biết đến công dụng của củ nghệ trắng. Hiện tại thì theo y học cổ truyền, nghệ trắng có vị cay, đắng, là vị thuốc nam vô cùng quý, thường được dùng trực tiếp qua hình thức là ăn sống hoặc là dạng bột, hoặc các bạn có thể kết hợp thêm các loại thảo dược khác trong điều trị và hỗ trợ về bệnh dạ dày, hen suyễn, ung bú và cả ung thư. Hiện tại thì Shop đang cung cấp nghệ trắng tươi, bột nghệ, nghệ khô và viên nghệ trắng mật ong, tinh bột nghệ trắng. Viên nghệ trắng mật ong đây là một sản phẩm mới của Shop Thảo Dược Thanh Phát. Qua nhiều giai đoạn khảo sát thì mình thấy được là bột nghệ trắng này rất là được ưa dùng và cái công dụng của nó thì rất là tốt vì nó giữ nguyên được cái trị vị đắng. Cái tác dụng của củ nghệ nó còn giữ nguyên nên là khách dùng bột rất là nhiều. Nhưng mà trong quá trình mình dục bột á, thì mình thường pha với nước ấm và một ít mật ong. Khi uống thì nó có độ đắng, có độ nhặn nên là rất là khó uống. Còn khách nào mà muốn uống, mình dùng nó tiện hơn thì mình dùng cái viên nghệ trắng mật ong như thế này. Có Shop mới ra lò nên là sử dụng rất là nhanh, dễ và hiệu quả luôn. Nó không khác gì dạng bột nha cả nhà. Nghệ sau khi mình phơi khô á, mình xay nhuyễn nó ra thành cái dạng bột thì mình sẽ hòa quyện cùng với lại mật ong. Ở đây mình sử dụng là mật ong rừng nha cả nhà, nên nó sẽ tạo ra được những cái viên nghệ trắng mật ong như thế này, đã được mang đi sấy khô và đảm bảo nguyên chất cho cả nhà, nên là dùng rất là tiện. Bác nào mà không quen dùng bột nghệ hay là dùng cảm thấy nó khó, nó đắng á, thì mình mua cái dạng viên nghệ trắng như thế này, dùng rất là đảm bảo luôn. Khi các bạn uống vô trong miệng thì nó sẽ tan từ từ ra và nó dễ dùng này, không có sợ bị đắng ha, và người lớn trẻ nhỏ đều dùng được nha cả nhà. Về cái công dụng của cái nghệ trắng này, nó chữa bệnh dạ dày rất là hay nha cả nhà. Cái công dụng của nó gấp 3 lần so với các loại nghệ khác, nên là bác nào mà bị về bệnh dạ dày thì các bạn dùng thử đi, cực kỳ hay luôn. Ngoài ra thì nó chữa viêm gan, xơ gan, vàng da và ứ mật. Nó còn ức chế và kìm hãm sự phát triển của các khối u và ung thư. Nghệ trắng này trong thuốc nam người ta hay kết hợp để điều chế và nó kháng u rất là hay luôn ạ. Và công dụng cuối cùng thì nó giúp cho phụ nữ sau sinh, mình dùng rất là tốt luôn, nhanh hồi phục sức khỏe ha, và nâng cao sức khỏe. Nên là có viên nghệ trắng này dùng rất là tiện này, hiệu quả và cực kỳ hay. Các bạn có thể uống để phòng ngừa và chữa bệnh. Bạn nào có nhu cầu muốn mua các sản phẩm từ nghệ trắng thì hãy liên hệ trực tiếp với Shop qua số điện thoại mình để ở bên trên, hoặc các bạn có thể đặt mua hàng trên website thaoduocthanhphat.com nhé. Bên mình chuyên cung cấp nghệ trắng tươi, viên nghệ trắng mật ong, bột nghệ trắng và tinh bột nghệ trắng nha cả nhà. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.